Rồi, xin chào các bạn, mình là Thanh và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả một cái bài nữa thì chúng ta sẽ biết được cái cách ứng dụng của cái hàm Help Array Formula như là ở bài trước chúng ta đã làm như thế nào. Và nếu mà các bạn còn nhớ về một chút về cách mà chúng ta sử dụng SQL ở trong Excel ấy, thì cái video này thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái kiến thức đó rất là có lợi cho các bạn. Và nếu mà chúng ta muốn học về SQL thì các bạn hãy tham gia vào khóa học VBA 201. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau. Chúng ta có hai cái bảng dữ liệu liên quan tới nhau. Bảng đầu tiên thì các bạn có thể đặt tên là Sales Order, viết tắt là SAOR. Và cái bảng thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ đặt tên là Cust và viết tắt là CUST. Và bây giờ thì giả sử là chúng ta sẽ muốn truy vấn dữ liệu ở trên cái bảng Sales Orders này chẳng hạn, thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta có thể sử dụng cái hàm mà Help đã viết sẵn cho các bạn, đó chính là hàm Help Array Formula. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ lồng vào một cái hàm gọi là Help SQL như thế này. Và trong này thì chúng ta sẽ viết SQL như sau. Bây giờ thì mình sẽ cho to cái này lên một chút để các bạn nhìn thấy dễ hơn. Ok, bây giờ thì mình nghĩ là bây giờ các bạn đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Chúng ta sẽ viết tiếp cái công thức này như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết là select sound from sales order, đóng ngoặc lại, bấm enter. À, mình thiếu mất một cái dấu ngoặc đơn ở đây. Không có vấn đề gì cả, Excel sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Và như các bạn đã thấy thì đây là một cái query đơn giản để lấy được toàn bộ dữ liệu từ cái bảng sales order sang. Và bây giờ thì tất nhiên là chúng ta có thể làm cái động tác là chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ cái dữ liệu này đi và chúng ta sẽ bắt đầu một cái hàm mới. Ở đây giả sử như là chúng ta muốn lấy tất cả những cái dòng mà unit lớn hơn 90 chẳng hạn, thì chúng ta lại viết như sau. Help array formula này, à, chúng ta sẽ viết vào ô thứ hai này đi. Rồi, bằng help array formula, sau đó là help SQL. Và bây giờ thì chúng ta sẽ viết SQL vào đây bình thường là select sound from sales order where units lớn hơn, mình vừa nói là 90 thì phải. Ok, 90. Bấm enter. Ô lại thiếu rồi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là 1 2 3 4 cái dòng này là chúng ta có được là những cái dòng mà có units lớn hơn 90. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái gì đó nó phức tạp hơn một chút chẳng hạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây hai cái bảng này nó liên quan đến nhau như thế nào. Thì hai cái bảng này các bạn có thể nhìn thấy được rằng là bảng đầu tiên thì là chủ yếu là về order, và bảng thứ hai thì chúng ta có tất cả customers, có nghĩa là khách hàng của chúng ta ở đây nữa. Thì các bạn có thể nhìn thấy một cái mapping hay là một cái gọi là sự liên kết giữa hai cái bảng này ở cột order ID. Hay nói cách khác, đối với các bạn ở đây thì chúng ta có thể biết được rằng là đối với cả cái bảng sales order thì order ID ở đây là primary key, còn ở trong bảng cast thì nó là foreign key. Và bây giờ thì làm thế nào để chúng ta có thể làm một cái inner join ở trong hai cái bảng này, thì chúng ta sẽ viết cái bảng inner join như sau. Chúng ta sẽ cần những cái điều kiện gì ở đây? Vậy bây giờ thì mình sẽ cho cái phông chữ của cái ô mà mình viết công thức này là ô Y7 lớn hơn một chút để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. 22, mình nghĩ 22 là ok rồi. Bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu lại là help formula. Ok, help SQL. Và chúng ta sẽ bấm Alt Enter để xuống dòng cho chúng ta dễ nhìn. Select này, đầu tiên là chúng ta sẽ viết là sales order thì là S. S chấm order ID đi, phẩy s chấm rep, phẩy s chấm item, phẩy s chấm units, phẩy s chấm, ok, mình nghĩ thế là đủ rồi. Sau đó cast thì là c chấm id phẩy c chấm cast. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi là tiếp tục xuống dòng from sao r s inner join cast c on s chấm order id sẽ bằng c chấm order id, đóng ngoặc lại và đóng ngoặc hai lần, bấm enter. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây
là chúng ta đã có được những cái dữ liệu đó rồi. Chúng ta có thể nối hai cái bảng này vào. Và ở trong Excel thì chúng ta không thể nào mà tạo ra được cái kết quả này bằng một cái hàm đơn thuần của Excel. Và cái hàm này chúng ta chỉ làm được khi mà chúng ta có cái add in help array formula mà thôi. Và cái hàm help SQL này thì nếu mà các bạn học khóa VBA 201 thì các bạn sẽ có thể viết được cái hàm help SQL này rất là đơn giản và dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.